Nhà đất Hoàng Thím trên kênh YouTube chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các nhà. Buổi chiều tối ngày hôm nay, nhà đất Hoàng Thím đang có mặt tại trục đường quốc lộ 1A thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu đến các nhà một cặp nhà phố vừa mới được hoàn thiện xong và được anh chủ nhà thiết kế rất là đẹp này. Đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của cặp nhà mà hôm nay nhà đất Hoàng Tín nó muốn giới thiệu đến cho khách hàng. Cũng như cặp nhà mình thì đang có diện tích từng căn là ngang 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 15m và được anh chị nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và 3 lầu. Với công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có tới 4 phòng ngủ chính và 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng Tây, phố khách hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và với căn nhà mình thì nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ và mình có một con hẻm một sẹt. Con hẻm rộng lên đến 6m, lòng đường 6m, mỗi bên mình có thêm 2m vỉa hè. Thì căn nhà mình nằm trên một con đường rộng lên đến 8m, khu phân lô nhà lầu đồng bộ. Và phía bên ngoài thì mình có một cặp nhà được thiết kế có thang máy và chỉ với giá tầm cỡ khoảng độ hơn 5 tỷ đến 6 tỷ là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình. Những căn nhà được thiết kế có thang máy và không có thang máy nằm tại khu vực này với khu nhà lầu đang xây dựng và nằm sát với lại cặp nhà của mình thì mình có một cái công viên ở nội bộ sát với căn nhà của mình và sau khi xây dựng xong thì khoảng đất công viên này sẽ được sử dụng để trồng cây xanh và cái những bộ bàn ghế đá để mình ra bên ngoài vui chơi và hóng mát. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực phía bên ngoài của cặp nhà để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu với hàng một cặp nhà nằm tại trục đường quốc lộ 1A thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Với cặp nhà này thì được anh chị thiết kế hai căn với hai phong cách khác nhau. Đây là căn phía bên ngoài và đồng giá như nhau, chỉ với giá 5 tỷ 500 triệu đồng. Còn thương lượng là quý nhà có thể lựa chọn cho mình một trong hai căn nhà này. Và toàn bộ cửa thì được các chị thiết kế bằng sắt nhôm đúc mạ đồng rất là đẹp. Với bộ cửa này thì được thiết kế na ná giống nhau. Và kế tiếp thì mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh bên trong được làm bằng nhôm xin pha kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và di chuyển vào bên trong mình sẽ đến với khu vực không gian phòng khách của căn nhà. Với sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80, bóng kính 60 1m2 có đổ bê tông rất là kiên cố và chắc chắn. Hai bên tường cũng được anh chị ốp gạch đá cao lên khoảng 1m2 và có đi cho mình cái rèm chỉ trang trí rất là đẹp. Và hai bên tường mình có những cái mảng chỉ nổi trang trí và những mảng tường được ốp nhựa hoa văn gỗ trang trí rất là đẹp. Ở phía trên mình có hệ thống đèn chùm, đèn chiếu sáng cho căn nhà. Và di chuyển vào bên trong mình sẽ đến với khu vực không gian cầu thang căn nhà. Thì với cầu thang căn nhà mình thì tay vịn được làm bằng chất liệu gỗ cam xe với mặt đá hoa cương với hai tông màu đen và màu trắng. Đối diện với lại cầu thang thì mình sẽ có một cái tủ rượu được làm bằng chất liệu gỗ sồi rất là đẹp. Và di chuyển ra khu vực phía sau mình sẽ đến với khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Thì tủ bếp kệ bếp căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ sồi và mặt đá hoa cương. Không gian phòng bếp thì được anh chị ốp gạch đá cao lên kín tường rất là đẹp. Ở phía sau mình sẽ có một cái tường cửa mở ra bên ngoài để gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Và được anh chị thiết kế cũng như là che chắn rất là kỹ càng. Mình không có một cái khoảng sân. Khoảng sân này thì một bên thì được anh chị thiết kế để mình làm nhà vệ sinh, một bên thì anh chị để trống để mình làm sân. Rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Và chỉ với giá 5 tỷ 500 triệu đồng, còn thương lượng là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một trong hai căn nhà này được thiết kế có gara để xe hơi và có tới 4 phòng ngủ chính và 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Với cặp nhà đang có hướng Tây và đây là khu vực không gian tầng lửng của căn nhà. Với căn nhà mình thì được anh chị thiết kế có tầng lửng để gia đình có xe hơi mình để phía bên dưới và không gian mình phòng khách mình sẽ dời lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Bên ngoài khu vực không gian tầng lửng thì mình sẽ có những mảng
Gỗ được anh chị thiết kế cho mình có những cái lam trang trí rất là đẹp, và không gian phòng khách tầng lửng rất là rộng, và mình có mở cửa sổ ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng vào bên trong căn nhà, rất là thoáng và rất là mát. Và chỉ với giá 5 tỷ 500 triệu đồng, còn thương lượng quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một trong hai căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong và được anh chị thiết kế rất là đẹp này. Thì quý nhà đang xem video hãy nhớ đăng ký kênh để Nhà Đất Hoàng Tín luôn cập nhật quý hàng những căn nhà mẫu mã mới, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Đặc biệt là những căn nhà đang được các chị chủ nhà giảm giá và những căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong. Và hôm nay Nhà Đất Hoàng Tín xin chọn cặp nhà nằm tại quốc lộ 1A thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu đến khách hàng một cặp nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ. Và khu này thì mình có tầm cỡ khoảng độ hơn 50 căn, nằm trên một con hẻm một sẹt, thuận tiện để khách hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán hàng online, rất là thuận tiện. Chỉ với giá hơn 5 tỷ thôi và quý khách hàng đã sở hữu cho mình một trong hai căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong và được các chị thiết kế rất là đẹp này. Với công năng sử dụng của căn nhà mình thì mỗi phòng ngủ mình đều có nhà vệ sinh riêng, sử dụng rất là thuận tiện, và mình có cửa sổ mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng rất là thoáng cũng như rất là mát. Và căn nhà mình thì được thiết kế có 4 phòng ngủ là được thiết kế na ná giống nhau, cho nên Nhà Đất Hoàng Tín xin quay video sơ qua để khách hàng tham quan. Thì trên kênh YouTube Nhà Đất Hoàng Tín chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh với nhiều mệnh giá khác nhau để khách hàng tham quan và lựa chọn. Và hôm nay Nhà Đất Hoàng Tín xin di chuyển qua quận Bình Tân để giới thiệu đến khách hàng một cặp nhà vừa mới được hoàn thiện xong, nằm sát với lại quốc lộ 1A thuộc Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu đến khách hàng một cặp nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ. Khu này thì cũng mới xây dựng được một số căn nhà và còn một số căn nhà thì cũng đang tiếp tục xây dựng, và dự kiến từ giờ đến cuối năm thì cũng sẽ xong được một số căn nhà đang được xây dựng nằm tại khu vực này. Với khu nhà lầu đồng bộ, khu phân lô mình có con đường rộng lên đến 8 m, lòng đường 6 m, và mỗi bên mình có thêm 1 m vỉa hè, mình có tới 8 m, rất là rộng, mà xe hơi xe tải là di chuyển cũng như là quay đầu ở phía trước căn nhà. Và đây là khu vực phía trên, khu vực sân thượng mình sẽ có một cái phòng thờ bên trong. Bên ngoài thì mình sẽ có một cái sân thượng rất là rộng và được các chị thiết kế rất là đẹp với cặp nhà vừa mới được hoàn thiện xong và chỉ với giá 5 tỷ 500 triệu đồng. Còn thương lượng là quý hàng có thể sống ngay cho mình một trong hai căn nhà này. Và phía bên ngoài thì mình đã có một cặp nhà được thiết kế có thang máy và sắp hoàn thành. Dự kiến thì tầm khoảng một tháng nữa là sẽ hoàn thành và cũng chỉ tầm cỡ khoảng 6 tỷ, trên dưới 6 tỷ là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà được thiết kế có thang máy nằm phía bên ngoài với cặp nhà thang máy sắp hoàn thành. Và đây là khu vực sân thượng phía sau căn nhà để mình phơi đồ. Với cặp nhà bên trong này thì chỉ có giá 5 tỷ 500 triệu đồng còn thương lượng, và cặp nhà bên ngoài thì được thiết kế có thang máy thì chắc chắn giá cao hơn một chút. Rồi, video Nhà Đất Hoàng Tín ở đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.